Chào mọi người, chào các anh chị em bác sĩ nhá. Hôm nay chủ nhật ha, nay ngày cuối tuần rồi, mình rảnh rỗi một chút, lôi mấy cái loa cổ ra mình vọc chơi. Sẵn mình cũng muốn tìm đường cứu nước ha. Sau khi xem những cái thành công nó như thế nào thì mình sẽ quay video làm YouTube để giúp đồng bào. anh chị em nhớ thằng chó đẻ nào nói câu nói đó không ạ? Đó. Thì nói cho vui thôi ha, mình bữa nay mình lấy mấy cái loa cổ ra mình nghiên cứu thử làm như thế nào. Thì có một bạn đó thì cũng chơi âm thanh, bạn đó cũng ở Mỹ thôi, thì cũng có nhắn tin nói với mình rằng là mấy cái loa cổ hồi xưa mà thuộc cái dạng mà loa bằng cái viền màng vải đó ha, anh chị em thấy cái loa này nha, đó, cái viền màu đen đó, viền màng vải đó, thì thường thường ngày xưa đó thì họ hay bôi một cái dung dịch gì đó lên để họ bảo dưỡng cái loa cho được mềm mại ha, cái viền màng loa đó nó được mềm mại, được xài lâu dài, lâu bền. Thì theo như năm tháng đó thì mình chơi rất nhiều cái dòng loa cổ đó thì mình biết được là những cái dòng loa nó khoảng chừng 35 cho tới 40 năm đó thì nó sẽ khô đi ha, cái lớp giống như lớp dầu hắc mà nó trét màu đen ở trên cái viền màng loa đó, nó sẽ khô đi và nó làm cho cái loa cứng, chai cứng. Mình có cái cảm giác giống như là cái nguyên cả cả một cái loa nó làm bằng nhựa cứng gì đó, tại vì mình lấy cái tay á, mình đè cái màng loa xuống, nó không có chạy xuống ha, nó chỉ có nhích nhẹ nhẹ thôi, nó không thèm bung lên luôn, tức là mình phải dùng một cái lực mình đẩy lên đẩy xuống như nè, nó đẩy nó không có đàn hồi nhiều ha, nó không có đàn hồi, hầu như là nó muốn cứng luôn đó, nó không đàn hồi giống như cái lúc ban đầu ha. Đó, thì những cái keo đó nó khô đi thì nó làm cho cái loa cứng lại, giống như là không có còn độ co giãn nữa, đàn hồi lại nữa. Thì có một cái chất dung dịch thì cái bạn nó nói là sẽ sử dụng rất là bình thường ha, mình xài ở nhà thôi, nó nằm ngay ở trong nhà mình, hầu như nhà nào có xe hơi là đều có cái dung dịch đó ha, và lấy áp dụng vô được xài 6 tháng thì mình quét một lần, tức là cứ 6 tháng là mình quét đó, rồi là bảo dưỡng coi như là xài đời đời luôn ha. À, cứ như vậy đó thì hoặc là có thể là xài lâu hơn thì mình có thể cạo cái chất keo đó đi, chất keo đó nó ra ha, nó tại vì khi mà nó ra rồi đó thì cái keo đó đó nó sẽ đông sệt 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 lại, thì có cái hóa chất này vô đó thì nó làm cho cái đó nó không có đông cứng, nó cứ mềm mềm hoài thôi, giống như dầu hắc gì đó ha, giống như dầu hắc mà gặp nóng gì đó thì nó cứ dẻo dẻo nó cứ dính vào hoài thôi, thì nó làm cho cái loa mình nó mềm mại, nó đập á, nó có đàn hồi, nó mềm mại thì nghe cái chất âm nó hay. Còn cái loa mà để lâu ngày nó chai cứng cái viền màng loa rồi đó thì nghe không được, nghe âm thanh nó rất là tức, mặc dù mình có mở bát hay là thêm chép thêm trung hay là bớt giảm bớt cái gì đó thì nó vẫn như nhau ha, nó vẫn nghe cái tiếng pạch 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 y như là đập ở trên cái nền xi măng gì đó, nên là nó nghe rất là dở. Thì mình sẽ đây là hai cái loa nó chai cứng rồi đó, thì để mình quay gần cho anh chị em coi ha, cũng khoảng 40 năm rồi đó, 40 năm rồi thì anh chị em sẽ thấy cái viền màng, cái loại màng này thì nó không có dán lên trên ha, đó, nó không có dán lên trên mà nó dán ngược lại xuống dưới, thì anh chị em sẽ thấy cái chất keo, cái dầu hắc đó ha, nó khô đi nè, nó khô đi ha, nên là tay mình đụng vô là nó sụt 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 nè ha. Thì để mình đẩy thử cái loa cho anh chị em coi, để ý cái bóng ha, cái bóng của cái ánh sáng đèn nè, ánh sáng ở đây ha. Đó, mình sẽ đè tay xuống nè. Anh chị em thấy không? Mình đè mạnh xuống mà nó chỉ có nhích 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 thôi, nó nhích có vẻ là nó rất là cứng ha. Đó, nó rất là cứng nha. Nó cứng mà mình thả ra nó cũng đàn hồi lại cũng cũng như là nó lì luôn á ha. Nó lì luôn, nó nặng, thì khi mà mình mở nhạc á rất là dở. Nào, coi cái ở dưới mình đẩy lên nè. Đó. Anh chị em sẽ thấy nó đi một cái lằn ngang đây, nó giống như kiểu mà muốn như là cái giấy cặp tông mình bẻ lên nó muốn gãy luôn gì đó ha. Nó cứng gì đó. Ok. Thì vừa rồi đây đó thì mình cũng áp dụng, mình là sẽ lấy cái chất mà nằm trong cái xe hơi đó ha. Để tí nữa cuối video mình mới nói nha, mới bật mí nha. Đó. Nhà nào cũng có mà nhiều khi không biết là đi bỏ tốn tiền mình đi mua mấy cái dung dịch đồ lung tung lang tang về làm, cứ 2 tháng nó cứng, 2 3 tháng nó cứng, rồi cứ lấy cái cọ cứ quét quét lên trên, cuối cùng ra cái loa nó y như cái cục gì đó, y như cục sắt vụn chứ không phải là cái cục không còn cái loa nữa. Mấy anh chị em ở Việt Nam thì chơi mấy cái loa cổ rồi đó,
em bỏ ra 40-50 nghìn đô mua á, 40-50 triệu mua, mua về mà không có bảo dưỡng được á, mua ba cái chất tầm bậy tầm bạ quét lên nó thành keo luôn đó. Rồi cứ 2-3 tháng, 2-3 tháng nó cứ đóng cứng ngắc gì rồi phải cạo ra, cạo ra xong rồi bôi cái đó vô lại, 2-3 tháng cứ làm gì hoài nó mệt đó. Còn cái này thì có người bạn mình nói nó là mình cứ thoa 6 tháng ha, 6 tháng cứ thoa lên gì thôi, 6 tháng thoa lần, còn làm biếng thì 1 năm. Rồi qua cái năm thứ hai đó, tức là 2 năm sau đó, thì nếu mà muốn kỹ lại đó thì nếu mà cái chỗ cứng nó tùy theo cái khí hậu nữa ha, khí hậu nữa đó, tùy theo vùng miền nữa đó. Thì khi mà nó mình tha lên gì đó thì cái keo á, cái keo đó, cái keo cũ của nó đó thì nó sẽ chảy, nó nhiễu xuống phía dưới đây này nè, thì mình sẽ lấy cái gì đó mình chùi đi đó, mình chùi đi. Và mình muốn dưỡng á thì mình sẽ sử dụng một cái loại keo gì đó cho nó đặc biệt, giống như keo của hãng xài 30-40 năm đó ha. Đó, chứ đừng mua ba keo tầm bậy nó bán trên thị trường ha, mua mấy cái bình đó về 2-3 tháng nó đóng lại cứ ngắc luôn, rồi mất công phải cạo tới cạo lui, rồi quét tới quét lui, cuối cùng cái loa đó nó tìm hem hết ha. Đó thì cái loa này mình vừa làm xong rồi thì sau nửa tiếng đồng hồ đã có kết quả, nhưng mà mình để lâu á thì khoảng đúng ra nãy giờ mình làm vòng là 2 tiếng đồng hồ rồi ha, 2 tiếng đồng hồ rồi thì mình thấy rất là tốt đó. Rờ tay cho anh chị em thấy nó sẽ dính cái tay mình nè. Đó, ha, dính nó kiểu bóc ha. Đó. Nó ra y như nhựa luôn ha, nhựa để đánh chim á ha. Đó, dấu tay nè. Thì ở đây mình sẽ cho anh chị em coi cái loa này mình đẩy xuống sau khi mình thoa xong rồi đó, để 1 tiếng đồng hồ sau đó nè, mình đẩy nè ha. Anh chị em thấy cái ánh ánh sáng không? Đèn sáng nè ha. Đó, nó rất là mềm mại, nó nhảy y như là lúc ban đầu ha. Nè, đó. Thấy không? Nó lên xuống nó nhẹ nhàng ha. Đó, mềm mại, trong khi cái thằng này thì đè nó không muốn xuống luôn nè, nó cứng ngắc luôn ha. Đó. Đè nó chai ha, nó chai. Còn này thì nhẹ nhàng ha, tức là mình thấy cái cảm giác của nó đè nhẹ mà nó muốn xuống hết luôn nè. Đó. Nó coi như là gấp 3 lần ha. Nó đạt kết quả hơn gấp gấp thằng này gấp 3 lần. Theo cái độ tay của mình đoán được ha, nó mềm mại như vậy đó. Rồi giờ ở dưới mình đẩy lên nè. Cho anh chị em coi nè ha. Đó ha, mình đẩy lên hết cỡ này nha. Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Tức là nó mềm từ ở đây, mình đẩy ngón tay ngay đây nha, mà nó mềm ra tới đây nè. Đó, nó mềm như vậy luôn ha, nó mềm, coi nè, coi lại nha. Đẩy ngay cái dấu này nè, đó. Đó anh chị em thấy không? Nó mềm mại tới cỡ đó. Thấy không? Đã không? Đó. Đẩy nhẹ lên cái là lên nè ha. Thấy không? Nó mềm mại. Ok. À, mình thích là thích như vậy ha, coi như là có kết quả tốt đó. Đó, ngón tay mình đẩy nè ha, nhẹ nhàng lên nè. Đây mình đẩy lên đây xuống nè. Ha, đó nó bung ra mềm mại, có cái cảm giác y như là mấy cái loa EA cổ đó ha. EA cổ cũng vậy, nó cũng quét cái lớp dầu hắt như vậy nè. Mình cũng đẩy lên đẩy xuống, mình thấy nó cũng rất là mềm mại như vậy. Khi nó đánh mấy cái nhạc chậm 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 bô rô rồi, nó đánh mấy cái bass đó, đánh bình. Mình thấy nó đẩy lên kin lên gì đó, đưa xuống gì nè, kin đưa xuống ha. Đó, nghe thấy nhìn nó đã lắm, là mình vừa nghe nghe nhạc sướng lỗ tai mà mình nhìn vô cái viền loa đó, nó đưa lên đưa xuống gì nè, mình thấy đã con mắt nữa. Đó, cảm giác nó mềm mại, nó sướng lắm, là nó là như vậy. Thì đây là mình đã thoa xong ha, 1 tiếng đồng hồ thì lấy cái cây cọ này thôi, thì mình tí nữa mình sẽ làm cái này cho anh chị em coi thôi. Đó, lấy cọ mình quét ha, quét ở trên. À, cho nó thấm đều hết ha, nó thấm, mình cảm giác mình nhìn mình thấy nó ướt đều á, xong rồi mình lật ngược lại mình quét luôn ở dưới đó, quét luôn ở dưới ha. Thì trong cái quá trình mà quét luôn ở dưới á, ở trên ở dưới xong rồi đó, thì mình để 1 tiếng đồng hồ đó, thì mình thấy nó, tại khi mình làm xong mình dựng cái loa lên á, dựng cái loa đứng lên á, thì cái keo á, keo cũ của nó chạy xuống ở phía dưới cái màng lưới ha. Đó, nó chạy xuống cái dưới cái màn vải này nè. Đó, nó ra sệt sệt ha. Nãy giờ là 2-3 tiếng đồng hồ mà mình vẫn còn, nó cũng còn nằm đây nè, mềm mềm đây nè. Thì thay vì á, như gì mình, tại mình muốn để gì luôn. Cho nếu mà anh chị em nào mà muốn cũng có thể cái này nó là tốt đó. Còn nếu mà muốn nữa thì mình sẽ khi mà mình tha lên nó mới vừa tan chảy ra đó, thì mình lấy cái gì đó mình thấm ha. Mình chùi tẩy cái này đi. Đó, tẩy cái lớp mà nó đông keo mà nó nhả ra mà nó còn sệt sệt á. Đó, lấy cái lớp này đi.
Rồi xong rồi nếu mà mình mà có cái hóa chất mà tốt á, dung dịch tốt mà để bảo dưỡng cái viền bằng loa đó thì mình tha ha, tha ở trên đó, còn không thì để như vậy luôn, để nghiên cứu thôi coi chơi được bao lâu hoặc là nó như thế nào ha, không thích thì lấy ra vọc chơi thì mình chùi thôi, còn này là mình vẫn để im chứ cũng không muốn chùi ha. Đó, để thử coi nó như thế nào, thì anh chị em thấy nó kêu nè ha, đó nó ra nó nằm xuống dưới nè. Này là trên 40 năm rồi nha. Cặp này đó, cặp này trên 40 năm. Thì mình tha luôn, mình thấy nó rất là mềm mại ha. Ok, đó. Thì ngon lành rồi. Cái này là thấy cũng là tạm là ok rồi nè. Để mình thử coi 6 tháng sau coi nó có bị nó có khô khan gì không ha, rồi mình sẽ nói sau. Bây giờ mình quét cái này ha. Thật ra cũng chẳng có cái gì bí mật đó anh chị em. Mình để cuối gần cuối video cho nó hấp dẫn vậy thôi, chứ nó cũng chẳng có gì là bí mật. À, mình lật cái chai cho coi ha. Tan 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 tan. Đó. Đây là Breakfruit Dot 3 hoặc là Dot 4 ha. Tức là cái dầu mình đổ vô cái thắng xe đó ha. Ở dầu thắng của xe hơi nha. Ok. Lợi hại lắm á. Dầu thắng của xe hơi ha. Rồi mình đổ vô trong này một chút để mình quét quét đủ mặt trên mặt dưới ha. Mình nghe bạn mình nói, mình cũng hồi có coi video có một đứa nói mà Mỹ, mình coi video Mỹ nó nói mà mình không có tin đó, không có tin, cho nên là mình giờ bạn mình thì nó nói như vậy, cho nên sẵn đây rảnh rỗi thì mình cũng đi tìm đường cứu nước luôn ha. Rồi bây giờ mình bỏ ở đây mình xoay thôi ha. Đó, cứ xoay cho nó tẩm đều xuống cái vải dưới ha. Anh chị em nào muốn cho kỹ á, thì mình một là mình làm cái này xong lên mình cạo cho cái bụi cái cát á, cái cát rồi cái bụi rồi dơ nó đóng vô đây lâu ngày nè, hoặc là lông chó lông mèo rồi mấy người Mỹ thường thường họ hay nuôi chó mèo trong nhà đó. Đó thì khi mà lên cái lớp này nó tan ra thì mình lấy cái đồ mình chùi đi ha. Đó cái vải gì đó mình chùi lấy cái lớp này lên luôn. Đó, còn nếu mà mình có cái chất kia thì mình có cái chất để mà bảo dưỡng cái viền màng này nè thì mình sẽ thoa lên ha. Đó, nên xài tiếp 30-40 năm sau mình làm tiếp. Đó cái gì thôi ha. Ra thì cái này thì mình vẽ thôi, mình vừa làm vừa nhìn trong màn hình đó. Đó, đều hết là bóng đen lên rồi ha. Cái gì đây? Ồ, ốc. Đó thì mình thoa ở trên rồi thoa ở dưới ha, cho nó đều gì hết. Rồi là để 1 tiếng đồng hồ sau anh chị em sẽ thấy kết quả rất là ấy ha, rất là tốt nha. Đó, thoa ở trên xong rồi thoa ở dưới, luồn luồn vô thoa ở dưới. Nhớ là để sau khoảng khoảng 1 tiếng đồng hồ nha. 1 tiếng đồng hồ là đạt nhất đó, 1 tiếng đồng hồ xong rồi mình kiểm tra rồi xong bắt đầu mình mới cắm dây vô mình thử ha. Vô loa mình thử, chứ lúc mà nó mới tan chảy nhiều thì không nên cắm. Tại khi đó là nó đang còn quá trình nó tan nó mạnh á. Thì nó tan với cái keo này ra đó là có thể là nó nếu mà mình bỏ vô mình quất liền đó nó mạnh á. Thì lúc đó cái keo này nó còn ướt nhiều nè, là nó có thể là nó bung luôn cái màng á. Nên là quét rồi mình để 1 tiếng đồng hồ là nó vừa tan chảy và nó vừa bốc hơi đi, nó còn để động lại một chút ấy lại đó, nó dẻo ha. Đó, thì ok rồi, sau khi thì cái này mình để 3 tiếng đồng hồ thì nó ngon lành rồi ha, còn cái kia thì mới 1 tiếng thôi đó, thì nó còn tèm hem, nó còn hơi ướt á, mình quét cái sao mình quét nhiều một chút, ướt chưa khô ha, khô rồi thì nó sạch trắng như cái này. Giờ mình mở nhạc thử ha, nó mềm mại nghe nó cũng đã lắm. Đó anh chị em thấy cái độ nó bung lên không ha, cái ánh đèn đó ha. Đó nghe không,
nó dở lên y như là xo, nó mềm mại ha, nó rất là ngon ha. Đó, thay vì lúc trước mở là không có được như vậy đâu, coi như là đập là đứng yên chỗ luôn, không có đàn hồi gì hết ha. Cái này nó đập pin đó, rất là mềm mại ha. Rất là dễ thương ha, mềm mại nhẹ nhàng ha, bền bồng. Rồi thử nghe bài này nha, cái loa nó rung 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 lên em thấy đã lắm. Chị em thấy không, có hai cái gì thôi ha, đó, mà nó đập thấy đã không, sau khi tha xong ha, nó mềm mại. Cái thứ hai nè, để mình uống lên cho coi nè, đó thấy chưa, thấy nó mềm đã chưa, nó nhúng một cái là nó ra một cái khoảng rộng như vậy ha.
Đó, cho nên là thấy trong cái mình mở mấy bài nhạc không, nó đập bồng bềnh ha. Đó, như vậy nó mới là nó loa chứ, ha. Chứ đâu thể nào mà để mà cứng khô rồi đập nó nguyên cả cái khối này luôn, nó đâu thèm dở lên đâu. À, cho nên cái tiếng nó bị điếc ha, nó bị ấy, tiếng nó nghe tẹt tẹt tẹt, nó điếc như đánh trên xi măng vậy ha. Đó, mềm mại chưa ha, đó. Dưới dở nhẹ nhẹ lên nè, ha. Kết quả rất là tốt nha. Ok. Đó, đau. Mềm mại như gì ấy. Ok. Rồi, thì này mình test sơ sơ vậy thôi, rồi mình sẽ gắn vô trong cái thùng loa nó. Đó, thì hy vọng chị em nào có những cái cặp loa cổ rồi này kia thì có cái viền màng vải đó ha, thì lấy cái dầu thắng xe ha, xe hơi quét lên như vậy chơi là vô tư nha. Không có cần mua mấy cái đồ kia gì hết ha. Ok, rồi hẹn gặp anh chị những video sau nha. Bye bye.